quý anh chị cô bác muốn đăng ký tham gia chương trình đi á, thì có một cái đội là chuyên nghiệp, còn cái đội của em á là đi là chủ yếu để quay phim, chụp hình, làm clip, nên cái đội của em là đi lựa cảnh đẹp để quay phim thôi mà. Nên em không có quay trọn vẹn cái cảnh mà làm lễ. Nếu quý anh chị muốn coi cảnh đó thì lên trên báo Giác Ngộ á, coi bên báo Giác Ngộ họ đăng. Còn em là quay những cái cảnh xung quanh cái buổi lễ, cái chương trình đó thôi, cuộc sống vui vui tươi của em á.